Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố sách trắng cáo buộc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khiến đất nước của ông gặp rủi ro giao tranh hạt nhân thông qua các chính sách đối với Triều Tiên. Tài liệu do Viện Nghiên cứu Nhà nước Thù địch của Triều Tiên biên soạn và đã được hãng thông tấn nhà nước KCNA công bố đã chỉ trích những nhận xét liều lĩnh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về giao tranh, từ bỏ các yếu tố của thỏa thuận liên triều, tham gia lập kế hoạch cạnh tranh hạt nhân cùng với Mỹ và tìm cách thắt chặt quan hệ với Nhật Bản và NATO. KCNA cho biết, các động thái quân sự ngày càng tồi tệ của nước này chỉ dẫn đến hậu quả là thúc đẩy Triều Tiên dự trữ vũ khí hạt nhân với tốc độ cấp số nhân và phát triển hơn nữa khả năng tấn công hạt nhân của mình. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol áp dụng lập trường cứng rắn với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, một người bảo thủ, có quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên. Chính quyền của ông đổ lỗi cho Triều Tiên đã làm gia tăng căng thẳng bằng các vụ thử vũ khí và cung cấp viện trợ quân sự cũng như quân đội để hỗ trợ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Bình Nhưỡng đã thực hiện các bước nhằm cắt đứt quan hệ liên triều, tái xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, riêng biệt kể từ khi ông Kim Jong-un tuyên bố đây là kẻ thù chính vào đầu năm nay và nói rằng việc thống nhất là không thể thực hiện nữa. Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên triều ở sát khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên vào tháng trước, và hình ảnh vệ tinh cho thấy nước này đã xây dựng các chiến hào lớn xuyên qua các điểm giao cắt trước đây. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng giao tranh sau khi xung đột 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Hai miền Triều Tiên cũng đã tranh cãi nảy lửa về những quả bóng bay chở rác thải từ Triều Tiên kể từ tháng 5. Bình Nhưỡng cho biết hành động này là để đáp lại những quả bóng bay do các nhà hoạt động chống chế độ ở Hàn Quốc gửi đến. Tháng 10 vừa qua, Triều Tiên đã cho nổ tung đoạn đường của nước này nối với Hàn Quốc sau khi tuyên bố cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Vài ngày trước, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-19 có thể bay cao nhất trong thời gian lâu nhất đã buộc Mỹ, Hàn phản ứng lại bằng cuộc tập trận tấn công bằng máy bay không người lái đầu tiên. Sách trắng được Triều Tiên công bố ngày 3 tháng 11 cũng liệt kê những rắc rối chính trị trong nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, bao gồm cả những vụ bê bối liên quan đến vợ ông, khiến tỷ lệ ủng hộ ông xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, ngày 3 tháng 11, Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-1B tham gia cuộc tập trận chung trên không với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận để thể hiện cam kết mạnh mẽ của ba nước trong việc ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thông qua hợp tác. Đây là lần thứ hai trong năm 2024, ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành tập trận chung và là lần thứ tư trong năm 2024 Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, trong khi Hàn Quốc và Mỹ tập trận tấn công chung bằng máy bay không người lái, Triều Tiên cũng xác nhận đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-19 thế hệ mới. Các động thái phô diễn sức mạnh quân sự của các bên khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên vốn đã nóng càng thêm tăng nhiệt. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-19 thế hệ mới vào ngày 31 tháng 10. Cuộc thử nghiệm này đã thiết lập cột mốc quan trọng, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của lực lượng vũ trang nước này. Triều Tiên cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục xây dựng năng lực tự vệ và cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đẩy bán đảo Triều Tiên vào các kịch bản chiến tranh. Tuyên bố của Triều Tiên được phát thanh viên đài truyền hình Trung ương Triều Tiên phát đi trong bản tin ngày 2 tháng 11 nhấn mạnh, vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất Hwasong-19 do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện gần đây là hành động hợp pháp và chính đáng, thực hiện quyền tự vệ của một quốc gia có chủ quyền, vì đây là một phần của hành động phản công thực tế đối với các động thái khiêu khích và liều lĩnh của các thế lực thù địch nhằm công khai phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên, đồng thời thách thức chủ quyền, an ninh và lợi ích của Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực thực tế để đảm bảo sự ổn định lâu dài của bán đảo Triều Tiên và khu vực theo cách có trách nhiệm và kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa và thách thức trong hiện tại và tương lai. Ở chiều ngược lại, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, đại diện lực lượng không quân Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận tấn công chung bằng máy bay không người lái lần đầu tiên. Cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của máy bay không người lái giám sát của Hàn Quốc và máy bay không người lái tấn công của Mỹ diễn ra tại một địa điểm không xác định ở Hàn Quốc nhằm phô trương năng lực quân sự của Liên minh hai nước.
Theo không quân Hàn Quốc, trong cuộc tập trận, máy bay không người lái của Hàn Quốc sẽ thu thập dữ liệu về các mục tiêu mô phỏng và chia sẻ dữ liệu này với máy bay không người lái của Mỹ. Sau khi máy bay Mỹ nhận được thông tin, sẽ thả bom tấn công trực tiếp để tấn công chính xác mục tiêu. Nhìn lại những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên có thể thấy, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên luôn liên quan đến hành động phô diễn quân sự của các bên đối với nhau. Cứ khi nào Mỹ và các đồng minh tiến hành các cuộc tập trận chung, Triều Tiên sau đó sẽ tiến hành các vụ thử tên lửa. Hành động này có tính chất lặp lại và liên tục diễn ra, đặc biệt là trong thời điểm mối quan hệ trên bán đảo Triều Tiên đang lao dốc. Những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên đã khiến dư luận không khỏi lo ngại. Những động thái mang tính chất ăn miếng trả miếng của các bên, dù không mới nhưng diễn ra liên tục, đã khiến căng thẳng khu vực vốn đã nóng càng thêm tăng nhiệt. Thực tế, xu hướng này đã gia tăng trong hơn 2 năm qua, tạo ra không ít lo ngại cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo đánh giá của giới chuyên gia, điều cần thiết lúc này là hai bên kiềm chế, tránh làm leo thang tình hình và tạo điều kiện để nối lại đối thoại, đồng thời tiếp tục tìm hướng để giải bài toán khó lâu nay vẫn làm ám ảnh cuộc sống của người dân trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 30 tháng 10 tuyên bố, quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ nhằm vào các binh sĩ Triều Tiên. Theo ông Austin, Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ như một phương tiện tự vệ và Mỹ có thể đáp trả việc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Tuy nhiên, ông Lloyd Austin không nêu chi tiết. Tuyên bố của ông Lloyd Austin nêu rõ, nếu binh lính Triều Tiên chiến đấu bên cạnh binh sĩ Nga trong cuộc xung đột này, thì binh sĩ Ukraine có quyền tự vệ và họ sẽ làm như vậy với vũ khí mà chúng tôi và những bên đã cung cấp. Đây là điều được mong đợi. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine cần tấn công binh sĩ Triều Tiên nếu họ xâm nhập lãnh thổ Ukraine. Khi được hỏi liệu người Ukraine có cần tấn công đáp trả, ông Biden trả lời với báo giới, nếu họ tiến vào lãnh thổ Ukraine thì có. Trong khi đó, báo Anspace của Tây Ban Nha cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các mục tiêu ở tỉnh Kursk của Nga, nơi mà theo họ có thể có binh lính Triều Tiên. Các đòn tấn công nhằm vào các tòa nhà được cho là nơi của quân nhân Triều Tiên, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào về sự xuất hiện của những quân nhân này trong khu vực. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ chính quyền Nga về sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên ở tỉnh Kursk. Trong khi đó, thời báo tài chính FT của Anh đưa tin khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở cách biên giới Ukraine 50 km. Có thông tin cho rằng họ đã được bí mật vận chuyển bằng xe tải dân sự từ Viễn Đông đến tỉnh Kursk. Theo nguồn tin, trong số 3.000 quân nhân, chỉ vài trăm là lực lượng đặc nhiệm, còn lại là quân chính quy. Tình báo Hàn Quốc cho biết, binh lính Triều Tiên tham chiến bên Nga hầu hết đều khoảng 20 tuổi. Chuyên gia người Anh Alexander Mekorit cho biết trên kênh YouTube rằng Kiev sẵn sàng cho nổ tung những cây cầu bắc qua sông Dnieper nhằm ngăn chặn quân đội Nga chiếm đóng thành phố Dnipropetrovsk và khu vực phía tây thành phố Zaporizhzhia. Ông lưu ý, thay vì mạo hiểm mất phần đó của thành phố Zaporizhzhia nằm ở hữu ngạn sông Dnieper và thay vì mất Dnipropetrovsk, chính người Ukraine có thể cho nổ tung những cây cầu. Theo nhà phân tích, một bước đi như vậy, một mặt sẽ ngăn cản quân đội Nga vượt qua sông Dnieper, nhưng mặt khác sẽ cắt đứt nguồn cung cấp cho các đơn vị Ukraine ở phía đông sông. Chuyên gia Mekorit kết luận, đây sẽ là một đòn tâm lý nghiêm trọng đối với tất cả các quân nhân Ukraine. Nó sẽ là một cú sốc đối với họ. Một ngày trước đó, ấn phẩm Handelsblatt của Đức viết rằng, sau khi giải phóng các thành phố công nghiệp còn lại ở Donbass, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải tự vệ trên thảo nguyên rộng mở để tiến tới Dnieper. Ngày 30 tháng 10, cố vấn của người đứng đầu Donetsk, Igor Kimaskovsky cho biết trên kênh Channel One rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu rút lực lượng khỏi Kurakovo. Theo ông Kimaskovsky, phía sau Selidovo, đặc biệt là từ Ukleda, bộ chỉ huy ở Kiev hiểu rằng quân đội Nga sẽ có thể nhanh chóng tiến về phía sau của nhóm hiện đang ở Kurakovo. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm giữ Selidovo vào ngày 29 tháng 10. Cùng ngày, quân đội Nga cũng đã giải phóng thêm 3 khu định cư ở Donetsk. Đặc biệt, sau này có một tuyến đường sắt quan trọng cung cấp một phần đằng cho quân đội Ukraine ở Donbass. Ngoài ra, ở đây còn một số mỏ lớn. Việc để mất Gondiak sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành than của Ukraine. Thưa quý vị, trong một tuyên bố gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ukraine đã nêu tên 3 vị tướng Triều Tiên mà họ cho là cùng hàng nghìn binh lính của quân đội nhân dân Triều Tiên đã đến Nga để hỗ trợ Moscow. Phái đoàn Ukraine cho biết 3 vị tướng này nằm trong số ít nhất 500 sĩ quan Triều Tiên được cử tới Nga.
Theo tuyên bố của Ukraine, các kế hoạch kêu gọi quân đội Triều Tiên lập thành ít nhất 5 đội hình, mỗi đội có từ 2.000 đến 3.000 quân và được tích hợp vào các đơn vị của Nga để che giấu sự hiện diện của họ. Ukraine đã đưa ra tên của Thượng tướng Kim Jong-buk, một vị tướng cấp cao chỉ huy lực lượng đặc nhiệm bao gồm quân đoàn 11, còn được gọi là quân đoàn bão táp mà cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã được phái đến Nga. Michael Patton, một chuyên gia về Triều Tiên tại trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ cho biết, vai trò của vị thượng tướng này dường như lớn hơn, điều hành cục hướng dẫn huấn luyện bộ binh nhẹ KPA, bao gồm quân đoàn 11 và các đơn vị bộ binh nhẹ, được triển khai đến các đơn vị quân đoàn KPA và được điều động đến các nhiệm vụ đặc biệt cho Tổng cục Trinh sát, là cơ quan gián điệp chính của Triều Tiên. Ông Kim Jong-buk đã xuất hiện tại 7 sự kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, bao gồm các cuộc tập trận của lực lượng đặc biệt. Ông Madden nói, đây là một đợt triển khai lớn và gần như chưa từng có đối với KPA, và cho rằng vị tướng này đang ở Nga với tư cách là đại diện của ông Kim Jong-un. Ông Madden nói, như vậy có một số nhiệm vụ hành chính và liên lạc, nên nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cử ông Kim Jong-buk đến làm người ra quyết định ủy nhiệm, cho đến khi sự hiện diện của đơn vị KPA được củng cố hoàn toàn. Theo ông Madden, Thượng tướng Kim Jong-buk cuối cùng có thể chuyển giao quyền chỉ huy cho một sĩ quan KPA, cấp dưới có cấp bậc đại tá hoặc là thiếu tướng. Các sĩ quan cấp cao khác được Ukraine xác định bao gồm đại tá Ri Chang-ho, phó tổng tham mưu trưởng, người đứng đầu Tổng cục Trinh sát, và thiếu tướng Shin Kum-chun, trưởng ban Tổng cục Tác chiến chính, là người đứng đầu cơ quan tình báo chính của Triều Tiên kể từ khoảng năm 2022, ông Ri Chang-ho đã bị Hàn Quốc trừng phạt. Seoul cáo buộc ông giám sát các nỗ lực tấn công mạng lớn nhằm đánh cắp công nghệ và ngoại tệ. Giống như Kim Jong-buk, ông Ri Chang-ho cũng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến một số lượng lớn các sự kiện bất thường trong năm nay, bao gồm cả việc thị sát một căn cứ hải quân bờ biển phía đông. Ông Madden cho biết sự nghiệp của ông Shin vẫn chưa rõ ràng, nhưng với cấp bậc một sao của mình, ông có khả năng sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội Triều Tiên tại Nga sau khi Kim Jong-buk và Ri Chang-ho rời đi. Trong một tuyên bố mới nhất được hãng thông tấn RT của Nga ngày 2 tháng 11 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố phương Tây không có phản ứng gì trước động thái được cho là di chuyển quân đội Triều Tiên vào Nga. Điều đó có nghĩa là Bình Nhưỡng có thể gửi tới 100.000 quân để chiến đấu với Kiev. Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ của nước này, chỉ nói rằng sự hợp tác của nước này với Bình Nhưỡng được tiến hành theo một hiệp ước đối tác quốc phòng. Sau lần phủ nhận ban đầu, Triều Tiên cũng đã bênh vực cho ý tưởng triển khai quân đội là phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong một video đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ về năng lực quân sự, triển khai tên lửa và sản xuất vũ khí. Và thật không may, giờ đây họ sẽ học được giao tranh hiện đại. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine ngừng theo dõi và hành động để giải quyết sự hiện diện của quân đội Triều Tiên ở Nga trước khi họ bắt đầu đối đầu với đất nước của ông.